Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2020 và chúng ta có buổi trả lời câu hỏi thứ tư trong khóa thanh lọc thân tâm thứ nhất tại Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất con xin hỏi với người bị bệnh sỏi thận đã trải qua vài lần tán sỏi dùng phương pháp thanh lọc thanh tâm này liệu có tác dụng tan sỏi thận không ạ à? thưa quý vị có phương pháp này nó sử dụng rất nhiều chất liệu để làm tan cái sỏi thận của mình chất liệu thứ nhất là cái nước kenjin nó cũng đã giúp để làm tan cái sỏi của mình là những sỏi nhỏ cái nước thứ hai là nước vàng thì trong nước vàng của chúng ta có hai chất liệu là dưa leo và dưa hấu cũng như nước chanh và trong nước đỏ cũng có Điều quan trọng ở đây là phương pháp này sẽ giúp chúng ta nhận diện thêm các nguyên nhân gây kết tủa tạo nên sỏi thận để chúng ta điều chỉnh chế độ sinh hoạt ăn uống và tâm thức của mình cũng như chuyển đổi cái pH của máu của nội dịch cơ thể. Vì vậy, nếu thực tập đúng đắn thì sỏi thận sẽ được tan trong vòng 3 đến 7 ngày. Trong trường hợp những sỏi quá to quá cứng kết tủa lâu ngày thì chúng ta có thể về nhà uống thêm nước dây khổ qua tức là dây mướp đắng lấy một nắm tay thịt lớn bỏ vào một lít đến một lít rưỡi nước nấu sôi sau đó để lửa liu riu chừng 10-15 phút chắt nó ra cho tí xíu muối để nó nguội nguội ấm ấm và chia làm bốn lần uống trong ngày thì sẽ tan sỏi nhưng điều quan trọng hơn đối với phương pháp này là hướng dẫn chúng ta để làm sao tìm ra nguyên nhân gây kết tủa để tạo sỏi chứ không phải chỉ trị cái gốc à, trị cái ngọn tức là làm tan sỏi mà thôi câu hỏi kế tiếp thưa thầy con bị sỏi mật và đã cắt mật cách đây 10 năm xin thầy chỉ dạy cho con cách ăn uống như thế nào cho phù hợp đối với những người nào mà đã bị cắt mất cái túi mật thì dĩ nhiên chúng ta đã học rồi túi mật đóng cái vai trò rất quan trọng không phải chỉ là cái cơ quan để chứa axit mật giúp cho việc tiêu hóa chất béo không thôi mà nó còn là một cái cơ quan điều phối à, các cái hoạt động của thần kinh và tuần hoàn à, cũng như là cái môi giới giữa gan và bao tử hai cơ chế đối lập nhau để cân bằng trong đời sống hàng ngày của mình với các cái vị giác quan trọng nhất. Vậy thì trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Thứ nhất, thức ăn phải có rau xanh nhiều và có vị đắng. Thứ hai, hạn chế tối đa chất béo, đặc biệt là chất béo động vật. Chúng ta thường nên sử dụng chất béo thực vật chế biến còn tự nhiên thì trong chất béo thực vật tự nhiên nó sẽ có chất chát và chất đắng thì nó cũng là cái chất liệu để bảo vệ cũng như để trợ tiêu hóa thứ ba là chúng ta phải thực tập lắng nghe cơ thể mình và ngồi bình yên nhiều hơn để chúng ta có khả năng dùng cái tầng cao này điều chỉnh lại cái sinh lý và vật lý ở bên trong của mình câu hỏi kế tiếp thưa thầy nguyên nhân gây bệnh parkinson phương pháp chữa trị bệnh parkinson thưa quý vị nó có rất nhiều nguyên nhân không thể nào kể ra hết được và có những nguyên nhân chúng ta vẫn có thể chưa biết chưa xác định một cách rõ ràng tuy nhiên chúng ta đã hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa việc nuôi dưỡng và bệnh lý Chúng ta đã hiểu luật vũ trụ không có gì tồn tại mãi với thời gian, cái gì muốn tồn tại cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì nếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta từ thức ăn thô qua đoạn thực đến việc tiếp xúc với mùi hương, với sóng điện từ trường tới tất cả những cái trong đời sống hàng ngày hay là cái tâm thức của chúng ta mà mất quân bình rối loạn rắc rối thì nó cũng sẽ đưa đến cái rối loạn chức năng sinh lý, vật lý và tâm lý trong con người chúng ta vậy thì đối với phương pháp này giúp chúng ta tìm hiểu ra những nguyên nhân điều chỉnh lại đời sống của mình từ cái giờ giấc sinh hoạt chúng ta cũng phải cố gắng làm sao cho nó cân bằng lại điều hòa không quá lệch thứ hai chế độ ăn uống của chúng ta cũng càng đơn giản càng trung thực càng nguyên vẹn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu và điều thứ ba là đối với cái chế độ tâm thức của mình cũng phải cố gắng tập trở về thường xuyên với mình ngồi bình yên hơn để cho tâm của chúng ta được cân bằng những thảnh thơi thư giãn thì như vậy đó là cái cách điều trị tốt nhất tại vì chúng ta thấy ngay với một người bình thường khi mà chúng ta lo lắng quá bồn chồn quá hay khi chúng ta giận dữ căng thẳng thì tự nhiên nó cũng sẽ tạo ra những cái nội tiết tố làm cho cơ bắp gân cốt của chúng ta co thấp khó thở nhịp tim nhanh tay chân run rẩy vân vân thì đó là những dấu hiệu đầu tiên dẫn đến cái sự co dịch của cơ bắp của gân cốt và bệnh Parkinson là một cái triệu chứng đã quá nặng rồi vậy thì hãy cố gắng lắng nghe lại bài giảng cho kỹ và thực tập những điều căn bản chúng ta đã được học và thực tập trong ba bốn ngày qua câu hỏi kế tiếp con tên Trần Đức Sơn ở Sóc Sơn đang chữa dạ dày có vi khuẩn HP. Trong thời gian thanh lọc thanh tâm, con đang dừng thuốc Tây vậy con hỏi sau khi thanh lọc có thể là uống thuốc lại được. Thưa quý vị, bệnh học viên này đã không lắng nghe bài giảng trong những ngày qua. chúng tôi đã nhắc rồi, không có gì tồn tại với thời gian. Và chúng ta cứ muốn uống thuốc Tây thì quý vị có uống thuốc Tây mãi cũng không bao giờ hết bệnh được. Và tất cả những gì chúng ta được học và thực tập trong những ngày qua đó là thuốc không trị riêng cho bệnh HP mà nó có thể trị tất cả các bệnh, những rối loạn mất quân bình trong cơ thể mình. Vậy thì nếu bạn thực tập một cách đúng đắn thì chỉ sau một liệu trình cho tới tối đa ba liệu trình là nó sẽ sạch sẽ. Và nó còn giữ được cái sự sạch sẽ không có vi khuẩn HP này bao lâu là tùy vào cái đời sống sinh hoạt của bạn có thực tập được đúng đắn và duy trì cái việc nuôi dưỡng đúng đắn hay không. Còn nếu bạn không thực tập đúng đắn kéo dài thì sau một khoảng thời gian thì bệnh nó có thể tái phát trở lại. Còn nếu bạn tiếp tục sử dụng thuốc Tây, tức là vô tình bạn làm tổn thương và rối loạn cái nội dịch, nội tiết và tạo môi trường cho vi khuẩn phát sinh trở lại càng nhanh hơn nữa. Câu hỏi kế tiếp, con bị gai cột sống, phải thành lập mấy đợt thì khỏe. Tùy theo sự thực tập của bạn, nếu bạn thực tập và đặc biệt là các cái tư thế lạy khí công tập khí công nếu làm đúng đắn thì có thể chỉ trong một liệu trình là nó sẽ xong nhưng mà cái điều quan trọng như chúng tôi đã nhắc quý vị trong những ngày qua là tư thế ngồi sinh hoạt làm việc trong đời sống hàng ngày của chúng ta chúng ta có tỉnh giác để điều chỉnh cho nó ngay ngắn cân bằng hay là chúng ta ngồi dựa ngồi nghiêng ngồi vặn vân vân thì đó là cái yếu tố quan trọng hơn mà chúng ta cần phải tỉnh giác điều chỉnh trong sinh hoạt của mình. Câu hỏi kế tiếp, con năm nay 60 tuổi làm nghề bán hàng thường xuyên phải ngồi nhiều giờ trong ngày. Con hay bị chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, không mở được mắt và buồn nôn mà không rõ nguyên nhân. Xin thầy chỉ dẫn con biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho mình vì lớn tuổi mà lại ngồi thì chúng ta đã học rồi khi máu huyết của chúng ta không lưu thông, Nga. khi máu huyết của chúng ta không lưu thông thì nó sẽ làm cho chất dinh dưỡng cũng biến thành bệnh tật vì nó tù túng bế tắc. Huống chi là những cái chất độc chất thải mà không thải ra được khỏi cơ thể thì nó càng nguy hiểm hơn. Thành ra đó là lý do tại sao bạn bị đau đầu chóng mặt hoa mắt. Vậy thì hãy cố gắng lắng nghe bài giảng lại cho kỹ và thực tập cho đúng cho dù cái nghề của mình là ngồi nhưng mà mình có thể đứng lên đứng xuống đi tới đi lui hoặc là mình có thể tập xoa tay xoa mặt liên tục một ngày ba bốn lần mỗi lần chừng năm ba phút giống như cái mình đã thực tập trong những ngày học ở đây thì nó cũng sẽ giúp cho máu huyết lưu thông từ trong cái nội tạng của mình và vào buổi chiều ngày thứ hai chúng ta đã học các phương pháp chăm sóc sức khỏe bảy bước trị liệu rồi Đơn giản từ những cái vỗ tay, xoa tay, lòng bàn tay đầu các ngón tay, ngón chân, xoa mặt, mũi, xoa lỗ tai, xoa cổ gáy thì đó là cái mà nó giúp cho máu huyết lưu thông. Cái đó là chúng ta phải tập làm gì? Cho dù chúng ta ngồi làm việc hay là chúng ta ngồi bình yên cũng cố gắng tập trở về quan sát hơi thở tự nhiên. Khi chúng ta hít thở đúng đắn thì mình sẽ có đầy đủ khí lực. Và một cái điều quan trọng hơn hết là tâm ý ở đâu thì khí đi tới đó Khí đi tới đâu thì huyết dịch sẽ đi theo Vậy thì chúng ta cố gắng tập quan sát hơi thở tự nhiên của mình Đừng để tâm của mình lang thang ra bên ngoài Suy nghĩ, lo lắng, vọng động, lung tung Nó sẽ hao tốn năng lượng và khí lực Câu hỏi kế tiếp con bị viêm họng hạt từ khi còn sinh em bé đầu xong cách đây hơn 2 năm thỉnh thoảng con thường đau rát hôm hôm số thì chỉ còn cách chữa bạn có thể tập súc miệng nước muối thường xuyên nếu có cái máy nước Kenzen thì có thể sử dụng cái nước pH 2.5 súc miệng một ngày hai ba lần bạn cũng có thể sử dụng dầu mè hay dầu dừa ép lạnh và cho một thìa cà phê vào trong miệng của mình ngậm và sau đó nhai chậm rãi 10 đến 15 phút rồi nhổ bỏ nó đi và một ngày làm 2 3 lần thì nó sẽ hết. Câu hỏi kế tiếp thầy cho con hỏi con bị viêm đa khớp dạng thấp thì nên ăn những thức ăn nào? Vì con thấy ăn có những loại con cũng bị sưng đau ăn những thức ăn nào dương tính à, và không có sử dụng chất đường bột ngọt mì chính gia vị đồ chiên đồ xào à, có dầu mỡ à, và cái điều quan trọng là chúng ta phải thực tập vận động xoa bóp các khớp thường xuyên hơn và tất cả những điều này thì chúng ta đã được học và thực tập trong 3-4 ngày qua rồi Cái việc bị viêm đa khớp dạng thấp này nó còn có một cái nữa là chúng ta lo lắng căng thẳng Chúng ta để tinh thần của chúng ta nó bị stress Nó làm cho chúng ta rối loạn miễn dịch thì nó cũng đưa đến cái viêm, viêm đa khớp dạng thấp là nó không phải chỉ có thức ăn không thôi mà cái việc vận động xoa bóp hít thở hay là cái tâm thức của chúng ta nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh này và hãy cố gắng nghe lại bài cho kỹ và thực tập thường xuyên tất cả những gì mình đã được học trong ba bốn ngày qua thì quý vị sẽ thấy nó sẽ giúp cho quý vị giải quyết được cái bệnh này câu hỏi kế tiếp thì cho con hỏi về cách chọn dầu ăn hàng ngày có nên chọn dầu Sachi chi hay cho dầu mè, dầu lạc, dầu ô liu không ạ? À? nên dùng như thế nào cho tốt nhất? Sự thật về dầu ô liu và sa chi có gì mà giá thành cao hơn hẳn những loại dầu anh khác? Thưa quý vị, cái dầu nếu đúng thì dầu nào mà càng cao bao nhiêu, giá thành cao bao nhiêu thì chất lượng của nó tốt bấy nhiêu, đó là điều hiển nhiên. Bởi vì à, cái công đoạn sản xuất. Cái thứ hai là kỹ thuật là chế biến, Và thứ ba là cái nguồn cung cấp của nó. Lấy ví dụ như những cái loại dầu mè, dầu phộng, dầu dừa là những cái ở tại nước của chúng ta thành ra nó sẽ rẻ hơn là những cái chúng ta phải nhập từ nước ngoài chẳng hạn như là dầu sachi hay là dầu ô liu thì chúng ta phải nhập từ nước ngoài về thành ra cái giá thành nó sẽ đắt hơn đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái công nghệ ép dầu. Khi chúng ta ép dầu bằng công nghệ ép nóng, tức là người ta sấy hay là người ta rang, người ta ép nóng nó thì cái lượng dầu nó ra nhiều hơn. Thành vì vậy cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Còn khi ta dùng những cái công nghệ ép lạnh hay lên men hay là chiết xuất thì cái lượng dầu nó ra ít hơn thành ra giá thành nó cao hơn và dĩ nhiên khi mà dùng cái công nghệ ép lạnh hay chiết xuất thì mình còn cái chất dinh dưỡng nhiều hơn và do vậy cái giá thành nó cũng sẽ cao hơn còn những cái dầu mình ép nóng mình rang thì cái vitamin những chất dinh dưỡng nó sẽ giảm bớt thành ra à, cái chất lượng của cái dầu nó cũng sẽ tỷ lệ thuận với cái giá thành điều thứ hai nữa là cái cách chế biến của chúng ta cái nguyên tắc là chúng ta nên sử dụng dầu ở trên nước tức là chúng ta tránh tối đa cho dầu tiếp xúc với kim loại và với nhiệt độ cao thành ra quý vị xem trên cái trang youtube chúng tôi đã hướng dẫn những cái cách nấu nướng và luộc rau xào rau như thế nào tức là sử dụng dầu cơ thể chúng ta cần dầu rất nhiều à. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng và chế biến đúng đắn thì mình mới hấp thụ được Và những cái mà không hấp thụ được nó cũng dễ dàng đào thải Và nếu chúng ta sử dụng sai lầm, chế biến sai lầm thì có khi nó cũng không hấp thụ được Mà nó cũng không thể đào thải ra khỏi cơ thể của mình và nó từ đó nó tạo nên những cái mảng chất nhờn, chất dịch, chất nhầy Nó đóng ngay trong cái đường ruột, đường ống của mình Những cái nào mà nó nhỏ hơn, nó thoát vào được thì nó sẽ đóng trong cái mạch máu của chúng ta thành ra nó làm cho sơ gan làm cho bệnh tim mạch sơ vữa, động mạch bệnh mạch vân vân vậy thì à, chúng ta tùy theo cái điều kiện kinh tế của mình mình có thể chọn bất cứ thứ gì thật ra thì dầu mè dầu dừa thì dầu lạc cũng đều đã rất là tốt nếu chúng ta có được một cái nguồn tốt trồng không có hóa chất và kỹ thuật ép lạnh thì tốt hơn câu hỏi kế tiếp con bị ung thư trực tràng biết kết quả nửa tháng rồi mong thầy chia sẻ cho con cách điều trị thuốc men ăn uống và luyện tập để chữa khỏi hãy về nghe lại bài giảng của những ngày qua thì tất cả những gì chúng ta đã được học đó là cách để xả hết tất cả những cái rác rưới độc tố ở trong cái đường ruột của mình trong đường máu của mình và trong hết tất cả các tế bào ra và thực tập đúng những gì mình được hướng dẫn từ thanh lọc thân cho đến thanh lọc tâm ăn uống có điều độ đúng giờ giấc thì đó là cái cách để giúp bạn chỉ có điều là bạn phải kéo dài cái chu kỳ này ra từ 2 tới 3 chu kỳ tức là từ 14 cho tới 21 ngày thực tập đúng những gì mình đã được học trong 3 ngày qua thì có thể là sẽ được chuyển hóa hoàn toàn cái bệnh của mình Câu hỏi kế tiếp, xin thầy tư vấn cho cách điều trị bệnh tiền liệt tuyến và tiểu đêm ở Nam giới. À, thứ nhất là chúng ta cố gắng thực tập trở lại cái việc xoa vuốt tay chân cổ tay các ngón tay rồi chúng ta xoa bóp xung quanh cái con mắt cá của chân cũng như ở dưới cái gan bàn chân thì đó là những cái nơi mà các cái tuyến nội tiết của tuyến tiền liệt đối với trên mặt thì chúng ta có thể thường xuyên một ngày hai ba lần xoa các ngón tay rồi vuốt cái mí mắt dưới của mình từ trong ra ngoài vuốt xoa cái môi trên cái cằm dưới đặc biệt là cái chót gầm của mình. thì đó là cách thứ nhất. À, cách thứ hai là chúng ta có thể kết hợp cái phương pháp thứ nhất với phương pháp thứ hai là ăn uống. chẳng hạn như trong chế độ ăn uống của chúng ta thì có các cái rau xanh nhiều hơn, hạn chế những cái chất đạm và chất béo đặc biệt là của động vật. trong rau xanh thì chúng ta à, có thể sử dụng dưa leo và dưa hấu và ép lấy nước sinh tố mình uống và mỗi một ngày mình có thể uống một ly buổi sáng, một ly buổi chiều. Lượng là nửa dưa leo nửa dưa hấu cân bằng với nhau. Dưa hấu chỉ cần cạo bỏ cái vỏ xanh bên ngoài để nguyên lớp vỏ trắng, nguyên hạt, nguyên cái thịt. Dưa leo thì cũng để nguyên cả trái rửa sạch sẽ sau đó chúng ta xay sinh tố. Lượng bằng nhau, sáng một ly, chiều một ly cho thêm tí xíu muối và chúng ta uống. Chúng ta cũng có thể ăn cái hạt bí hạt bí rợ nhưng mà cái nhân của hạt bí rợ mỗi một ngày khoảng 2 đến 3 thìa cà phê nhai nhuyễn thì thực tập đúng như vậy thì nó sẽ giải quyết được cái bệnh tiểu đêm và viên hay là tuyến tiền liệt bị phụ đại câu hỏi kế tiếp thưa thầy con bị nội tiết kém hệ tuyến yên buồn trứng không hoạt động do đó con bị teo tử cung không còn trứng, không có hành kinh từ năm 34 tuổi và mong thầy hướng dẫn cách điều trị và phương pháp thì của thầy. Thì khi mà quý vị lắng nghe cho kỹ cái bài giảng thì cái bài giảng của chúng ta đã giúp cho mình khai thông hết tất cả những cái hệ thống đường ống của mình. Và cái việc mà trở về ngồi bình yên thường xuyên hơn có mặt trọn vẹn cho mình đó là cái cách mà cơ thể của chúng ta sẽ được chăm sóc đúng đắn qua cái phương pháp thư giãn soi sáng và trị liệu thì cũng với cái ý thức nhận biết nó sẽ chiếu rọi và nó sẽ làm mới lại nó sẽ khai thông những cái gì bế tắc và nó sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh lại cái hệ nội tiết của mình bởi vì cái phần tâm thức của chúng ta nó cao hơn cái phần sinh lý này và khi chúng ta luôn luôn thực tập đều đặn có cái tác ý quay vào bên trong À, và chúng ta có cái sự chăm sóc lắng nghe chúng ta nói chuyện với chính những cơ quan bộ phận của mình chính những cái bệnh của mình thì mình phải biết lắng nghe phải biết nói chuyện phải biết chăm sóc thì nó mới có thể phục hồi lại nó mới có thể cân bằng lại thì một lần nữa quý vị nên tập về nghe lại những bì đã được học trong những ngày qua và cố gắng thực tập cho đúng câu hỏi kế tiếp con chào thầy con bị hơi thở hôi chưa rõ các khắc phục và nguyên nhân kính mong thầy hướng dẫn à cái hơi thở của mình mà nó hôi thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân à, nguyên nhân thứ nhất là nói về cái chế độ ăn uống nếu chúng ta sử dụng chất đạm nếu chúng ta sử dụng chất đạm và chất béo nhiều đặc biệt là đạm động vật thì chắc chắn là nó sẽ bị hôi miệng nhiều hơn là khi chúng ta có một cái chế độ ăn rau xanh đơn giản. Thứ hai, nếu chế độ thức ăn, chế biến thức ăn của chúng ta mà càng sử dụng gia vị nhiều bao nhiêu, càng chế biến chiên xào nấu nướng nhiều bao nhiêu, thì nó sẽ càng tạo ra cái mùi hôi thối nhiều bấy nhiêu. Thứ ba là ngay cả khi chúng ta sử dụng rau xanh thực vật hoàn toàn mà chúng ta sử dụng những cái loại gọi là ngũ vị tân tức là những loại có hương có hương vị đậm chẳng hạn như hành, hẹ, tỏi, nén thì nó cũng sẽ tạo ra cái mùi hôi thối à, nó cũng sẽ tạo ra mùi hôi thối thì đó là cái nguyên tắc à, vận hành của luật vũ trụ một cách rất là rõ ràng cái nhân, cái quả làm ra chúng ta phải hạn chế thay đổi hết tất cả những thứ thức ăn đó và những cái cách thức chế biến thức ăn như vậy thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất ở bên ngoài. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân ở trong này, tức là khi sau khi chúng ta ăn xong chúng ta không có đánh răng súc miệng kỹ lưỡng, à, nó gây nên những cái viêm nhiễm ở trong cái chân răng cái lợi của mình. Thì đó là cái nguyên nhân thứ hai. Một cái nguyên nhân kế tiếp nữa là những người bị trào ngược đó là chúng ta có vấn đề bao tử và cái van, cái nắp đậy của bao tử nó không có kín thì cái hơi dưới này nó sẽ xì lên. Hoặc là chúng ta có bất cứ một cái sự bế tắc nào bên trong này, gan mật. Cái trường hợp kế tiếp nữa là có những người không bị những cái phần trên và dưới này tức là chúng ta bị táo bón, à, không có đi cầu được đều đặn đúng đắn và đi trước 7 giờ. Có khi mỗi một ngày chúng ta vẫn đi nhưng mà chúng ta đi sau 7 giờ thì cái lượng chất thải và mùi hôi thối từ dưới này nó vẫn lan tỏa nó lên lên trên chúng ta. Vậy thì đó là những cái nguyên nhân chính gây nên cái bệnh hôi miệng một cách căn bản và đó là hai cái tầng thấp tức là vật lý và sinh lý có vấn đề. Nó còn lên cái tầng thứ ba là tâm lý hay là tầng, tầng thứ tư là tâm linh. Chẳng hạn như những người bị lo lắng, căng thẳng, những người hay nói những cái điều không tốt đẹp hay suy nghĩ những cái điều không tích cực thì nó cũng sẽ đưa đến cái bệnh hôi miệng. Và đến cái phần tâm linh là có những người có những cái quá khứ hay là thậm chí trong hiện tại của mình, tức là mình có những cái tâm hành tiêu cực, ghen tị, đố kỵ hay là có những cái ác tâm, ác ý thì nó cũng sẽ đưa đến cái hậu quả là chúng ta bị hôi miệng có những người hay chê bai à, những bậc thần linh hay là chúng ta có cái sự bất kính à, đối với à, những cái năng lượng mà chúng ta không à, gọi là không có cảm nhận được thì à, khi chúng ta có những cái tâm hành cái thái độ như vậy thì nó cũng sẽ là biểu hiện ra À, cái bệnh hôi miệng của mình à, thì bây giờ chúng ta phải làm sao tìm cho ra hết tất cả những cái nguyên nhân đó và mình bị sai lầm trong cái nguyên nhân nào thì điều chỉnh nguyên nhân đó thì nó có thể dứt được cái gốc bệnh à. còn nếu mà chúng ta trị cái ngọn thì chẳng hạn như trước mắt quý vị có thể sử dụng à, cái gì chẳng hạn như chúng ta sử dụng dầu mè hay dầu dừa ép lạnh bỏ miệng nhai thường xuyên ngày hai ba lần mỗi lần một muỗng cà phê nhai từ 10 đến 15 phút sau đó nó nhổ bỏ đi thì đó cũng là một cái cách tạm thời để làm sạch răng miệng nhưng mà muốn trị tận gốc là phải tìm cho rõ hết tất cả những nguyên nhân bệnh bị và chuyển hóa từ cái gốc bệnh câu hỏi kế tiếp thưa thầy con bị ngứa mẩn cục và gãi toát máu khắp người đã chín 10 tháng nay điều trị không đỡ, đang khoa khóa học 19 đến 22 hôm nay đã được hai ngày nhưng con vẫn còn ngứa nhiều, nhất là vùng lưng. Phải cần thanh lọc thêm được nữa không ạ? À? Quý vị cần phải thanh lọc cho đến khi nào nó sạch sẽ bởi vì chất độc trong người nó quá nhiều. Chất độc trong người quá nhiều khi nó ra cái vùng lưng tức là nó ảnh hưởng của hệ hô hấp. Khi nó ra ở trên mặt thì nó có thể là ảnh hưởng của phần gan nha và nó ra ở dưới chi dưới có thể là do thận do ruột vân vân nói chung là khi trong cơ thể của chúng ta mà bị bế tắc thì chất dinh dưỡng cũng biến thành độc tố và nó sẽ thải ra hết tất cả các đường thải ra qua đường đại thải ra qua đường tiểu thải ra qua đường da đường thở vân vân vậy thì càng cố gắng thực tập đúng bao nhiêu thì nó sẽ giúp chúng ta giải tỏa cái lượng độc tố trong người của mình ra nhiều bấy nhiêu và nếu quý vị thực tập đúng đắn thì nó sẽ chuyển hóa và ở đây thì một lần nữa quý vị thấy có những bệnh nhân bị những bệnh chàm vẫy nến hai ba mươi năm và điều trị hết tất cả các loại thuốc và càng sử dụng thuốc tây càng sử dụng cái thuốc bôi bên ngoài bao nhiêu thì coi chừng mình đang bít lấp cản trở cái sự đào thải của nó thì cái bệnh sau đó sẽ càng nặng bấy nhiêu vậy thì hãy cố gắng thực tập cho đúng những gì được hướng dẫn và cố gắng kéo dài kiên trì nhẫn nại và kiên trì nhẫn nại ý tưởng tâm thức tích cực là một điều rất là quan trọng có niềm tin và giữ cái tâm bình an thì nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa bệnh nhanh hơn còn lo lắng căng thẳng bực bội hay là sợ hãi có cái tâm hành tiêu cực tự ti vân vân thì nó cũng sẽ giúp cho cái bệnh nó gia tăng cho nó không giúp cho cái bệnh nó mình giảm đâu câu hỏi kế tiếp con bị gai cột sống thanh lọc có khỏi không là phải thanh lọc bao nhiêu lâu cái này đã trả lời rồi quý vị phải cố gắng thực tập cho đúng thì nó sẽ chuyển hóa trong 3 đến 5 ngày 7 ngày và tiếp tục thực tập tư thế ngồi phải điều chỉnh cho ngay ngắn và quý vị thực tập đúng bao nhiêu thì kết quả nhanh bấy nhiêu câu hỏi kế tiếp con 70 tuổi hơn chục năm rồi con không có nhu cầu ăn và ăn không ngon miệng cho nên cơ thể con rất gầy và yếu. Xin thầy cho con phương pháp và cách chữa trị. Bởi vì cơ thể nó không hấp thụ được và cái tinh thần của mình có thể không thoải mái. Thì giờ qua cái phương pháp thanh lọc này nó sẽ giúp cho chúng ta làm mới lại hết toàn bộ, làm sập hết tất cả hệ thống đường ống. Thì nếu quý vị có thể thực tập được như vậy, đúng đánh thì nó sẽ làm sập hệ thống, đặc biệt là cái khú giác và vị giác của mình. À, quý vị có thể thực tập kéo dài 2 đến 3 tuần. À, thậm chí có những người mất cái khứu giác phải thực tập đến 5 tuần thì mới có thể lấy lại được cái khứu giác. Vậy thì, thì khi mà cái vị giác và khứu giác mà nó được làm mới, nó được nhạy thì nó sẽ lấy hết tất cả những thông tin của mùi, của vị. Và từ đó nó sẽ kích hoạt hệ thần kinh trung ương và kích hoạt luôn cả hội hệ nội tiết để giúp chuyển hóa hay là tạo ra những cái nội tiết tố những cái dịch tiêu hóa men tiêu hóa để làm cho chúng ta ăn ngon chuyển hóa tốt hấp thụ tốt bên cạnh đó là chúng ta phải cố gắng tập hít thở vận động bởi vì nếu mà chúng ta không có hít thở không có đầy đủ dưỡng khí thì thức ăn có dinh dưỡng cách mấy cũng không được đốt lên không được chuyển hóa thì nó cũng vô ích và nếu chúng ta không vận động máu huyết không lưu thông thì thức ăn dinh dưỡng vào cũng biến thành bệnh tật đó là lý do tại sao mà quý vị thấy cái bệnh đường cao nó dẫn tới mỡ cao đến máu cao đến đau nhức đến viêm nhiễm đến phù nề đến ung thư là như vậy rồi hãy cố gắng thực tập đúng những gì mình đã được học trong những ngày qua thì quý vị sẽ thấy cái sự chuyển hóa tốt đẹp Câu hỏi kế tiếp, một bệnh nhân nữ 27 tuổi bị ca tuyến giáp, đã mổ từ năm 18 tuổi hiện tại bệnh đã ổn định con có ý định niềng răng và có thể phải nhổ răng thầy cho con lời khuyên con có nên niềng răng không à, thưa quý vị niềng răng thì chúng ta cũng phải tùy theo, tức là nếu chúng ta phải mổ răng và niềng răng vì những cái chân răng nó mọc sai và nó đâm vào cái xương hàm của chúng ta hay là đâm vào cái xoang mũi của chúng ta, nó ảnh hưởng đến việc nhai thức ăn hay là nó gây viêm nhiễm, nó gây cản trở các cái tuyến nội tiết thì trong trường hợp đó thì chúng ta cần nên mổ và niềng, riêng niềng nó lại tuy nhiên nếu chúng ta vì cái thẩm mỹ thì mình phải cân nhắc thử xem là nó có cần thiết hay không à, à. thì cái này là cái mình tự uh, quyết định cho chính mình mình thử xem cái mục tiêu của mình làm gì nếu vì cái sức khỏe vì cái lâu dài à, thì chúng ta cần phải làm thì như vậy cái lợi nó sẽ nhiều hơn cái hại còn nếu như mà chúng ta làm để mà chỉ có cái đẹp không thôi thì cũng vậy ở một cái mức độ nào đó thì có thể nó được nhưng nếu mà chúng ta làm nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới à, cái gốc của răng của chúng ta tại vì khi tạo hóa tạo ra những cái răng của mình thì nó sẽ có cái mục đích rõ ràng và nếu bây giờ mình nhổ cái răng đó đi để mình trồng những cái răng giả vô hay là để mình làm những cái việc khác thì như vậy coi chừng nó sẽ không đúng với tự nhiên nên thành ra sẽ tùy theo từng trường hợp và mình phải là cái người quyết định và mình sẽ phải lãnh cái hậu quả mình quyết định đó là điều tất yếu Câu hỏi kế tiếp, một bệnh nhân nam 30 tuổi bị ung thư dạ dày, gan yếu, táo bón, hiện con đang uống thuốc nam, chữa dạ dày thì cũng đã thấy dễ chịu hơn. Nếu con dùng phương pháp thanh lọc thanh tâm thì có ảnh hưởng gì đến việc điều trị dạ dày bằng thuốc đang uống không ạ? À? quý vị không lắng nghe và không thực tập đúng những gì được hướng dẫn rồi một lần nữa tất cả những cái gì mà mình được hướng dẫn được thực tập trong những ngày qua đều là những phương thuốc để trị liệu trị liệu một cách tổng hợp từ thân vật lý đến sinh lý đến tâm lý thì cách đó là cách điều trị không dùng thuốc tự nhiên ở bên trong cơ thể của mình à, chứ không phải là cái phương thuốc ở bên ngoài thành ra hãy cố gắng lắng nghe lại bài giảng cho kỹ và thực tập cho đúng Câu hỏi kế tiếp, con bị hát hơi buổi sáng khi dậy thường xuyên, thầy giúp cách trị liệu. Thì quý vị cố gắng tập làm gì? Khi mình còn nằm trên giường, thì mình cố gắng là mở mắt ra hay là trước khi mở mắt là mình phải khởi niệm tỉnh giác. Ha, khởi một cái niệm tỉnh giác, khởi một cái niệm tích cực, khởi một cái niệm tri ân, biết ơn cuộc đời một ngày mới. Kế đến là mình sẽ hít thở những hơi thở có ý thức tỉnh giác trân quý từng hơi thở vào và ra và biết rõ cái trách nhiệm nhiệm vụ chức năng cũng như là cái hơi thở dung chứa cái gì làm cái gì hơi thở vào làm gì hơi thở ra làm gì thì điều này chúng ta đã cũng đã học và thực hành trong những ngày qua rồi kế đến là chúng ta sẽ xoa hai cái lòng bàn tay của mình lại với nhau cho nóng ấm xoa vuốt các đầu ngón tay lúc mình vẫn còn nằm sau đó là mình xoa mũi xoa mặt xoa lỗ tai của mình cho nóng rồi từ từ chúng ta mới ngồi dậy và tiếp tục xoa cái vùng cổ gáy vỗ tay vỗ lưng vỗ vai cho nóng là chúng ta đứng dậy đi ra ngoài thì bảo đảm quý vị sẽ không bị câu hỏi kế tiếp con bị viêm dạ dày mãn ở hơi gầy sút cân và bị trĩ không ăn ngon và rất mệt mong thầy hướng dẫn cách trị liệu thì toàn bộ cơ thể quý vị đã bị bế tắc rồi ngồi gây táo bón phải không thì khi táo bón thì mình đi cầu mình rảnh nó bị trĩ thành ra cái thức ăn không hấp thụ được nó trào ngược lên thì nó bị viêm dạ dày ở hơi và vì không có chất dinh dưỡng thành ra nó bị gầy bị sút cân vì mệt mỏi Vậy thì nếu quý vị lắng nghe và thực tập đúng những gì đã được hướng dẫn trong những ngày qua là nó đã giải tỏa hết tất cả những bệnh này cho mình rồi ha Cố gắng về nghe lại bài giảng và thực tập cho đúng đi Câu hỏi kế tiếp Thưa Thầy, tối đến con buồn ngủ ngay Ngủ một giấc sau đó đến 10 giờ, 12 giờ tỉnh giấc dậy là không ngủ được nữa. Thành một thói quen thầy hướng dẫn giúp con. À, thưa quý vị nếu như vậy thì mình sẽ phải cố gắng là tập trở lại tức là 8 sau khi mình làm việc xong thì 9 giờ 9 rưỡi thì mình bắt đầu lên giường thì cố gắng mình phải tập tất cả mọi cái thói quen mình đều có thể tập được hết cả và cái ngủ của mình cũng không cần nhiều, mình chỉ cần ngủ chừng 2 giờ tới 3 giờ trong một đêm là đã quá nhiều rồi chứ không cần phải ngủ 5 7 giờ. Nhưng mà chỉ có điều là nếu mình thức dậy trước 12 giờ thì nó vẫn chưa đạt cái tiêu chuẩn để mà cho cơ thể được nghỉ ngơi để mà làm việc. Vậy thì chúng ta có thể nằm trên giường 9 giờ 10 giờ. Cái quan trọng là làm sao ở cái khoảng 9 giờ 10 giờ này chúng ta phải nằm xuống ở tư thế nằm ngang. À, song song với mặt đất đầu và trên bằng nhau hết để cho hệ miễn dịch nó di chuyển dọc theo cơ thể của chúng ta một cách bình đẳng dễ dàng nó dọn dẹp sạch sẽ nó làm mới thì chúng ta chỉ cần 3 đến 4 tiếng trong cái khoảng thời gian này tức là từ 10 giờ ha, à, 10 giờ cho tới khoảng 2 giờ thì nếu mà chúng ta không ngủ được nữa chúng ta vẫn nằm lắng nghe hơi thở của mình quan sát chiếu rọi giống y chang như mình thực tập cái thư giãn soi sáng và tri liệu À, thì như vậy nó đã là tốt rồi chứ không cần phải ngủ cho sâu nữa. Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy một số người khi siêu âm không thấy có sỏi nhưng khi thanh lọc vẫn được rất nhiều sỏi là sao? À, thưa quý vị, à, cái danh từ mình dùng có khi không đúng nha và cái thứ hai nữa là cách chẩn đoán của chúng ta cũng vậy. À, khi chúng ta nói quý vị là khi mình đi siêu âm thì người ta sẽ tìm thấy được những cái sỏi phản chiếu là những cái chất kết tủa cứng và có khi có những cái góc độ hay là có những cái thiết bị nó không có đủ độ chính xác để mà có thể phát hiện được hết tất cả những cái ngóc ngách những cái kết tủa ở trong thận hay trong gan trong mật nói riêng có thể là nó rất nhỏ ở bên trong nhưng mà khi chúng ta đẩy ra thì nó kết dính lại với nhau đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái danh từ khi chúng ta nghĩ đến sỏi là gì? Sỏi hay sạn là những cái kết tụ cứng to. Vậy thì ở đây chúng tôi không dùng cái từ sỏi hay sạn mà chúng tôi gọi nó là chất kết tủa bởi vì chất kết tủa này nó có thể là chất nhờn, chất nhầy, nó có thể mềm, nó có thể dẻo, nó có thể dai, nó có thể cứng rắn như đá. À, tất cả nó là một cái danh từ chung để nói lên cái sự bế tắc của gan mật nói riêng và hệ thống tiêu hóa bài tiết nói chung của mình bởi vì khi mà chúng ta uống cái hỗn hợp này vào thì nó có cái lượng dầu và lượng dầu này nó sẽ dùng lực hấp dẫn nó cùng cộng hưởng với chất bưởi chất chanh muối đắng để nó kích hoạt mật gan tùy tạng làm việc hết sức và cái axit mật ở trong gan trong túi mật cũng như là những cái men tiêu hóa chất béo ở trong gan ở trong tùy tạng sẽ được kích hoạt tiết ra cholesterol sẽ được tống ra những cái mỡ cạnh bã nó đóng dọc đường ống này cũng sẽ được tống ra vậy thì cái chất kết tủa này nó có thể là đã kết tủa ở trong cơ thể mình từ lâu chẳng hạn như trong gan trong mật trong đường ruột của mình nhưng mà nó nằm ở nhiều nơi rải rác bây giờ nó sẽ được gom tụ lại nó đẩy ra chất kết tủa này nó cũng có thể là cái phản ứng sinh hóa học khi mình đưa cái hỗn hợp này vào nó cùng kết hợp với những cái gọi là sỏi bùn những cái cạnh ly ti mà siêu âm có thể là không thấy được nhưng mà khi cái phản ứng này nó sẽ kết lại với nhau và cái thứ ba nữa là nó có thể là những cái chất dẻo à, những cái chất dẻo mà siêu âm nó không có cảnh quan thì nó không thấy Nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy nó và nó sẽ mềm, nó sẽ dẻo cho nó không có cứng. Nhưng mà cái danh từ chúng ta có thể là sử dụng sai lầm gọi nó là sỏi sàn. Chứ thực sự nó là chất kết tủa, chất cạnh bã thì đúng hơn. Câu hỏi kế tiếp thưa thầy, u sơ cổ tử trung có thể chữa bằng thực phẩm hoặc thảo dược gì bên cạnh phương pháp thanh lọc không? Thưa quý vị, phương pháp thanh lọc của chúng ta nó là một cái phương pháp phối hợp chặt chẽ nhưng tôi chúng tôi đã chia sẻ với quý vị là kết hợp cả phần vận động xoa bóp hít thở đến chế độ ăn uống và tất cả những cái rau củ quả dược thảo đó là những cái phổ thông cũng như cái phương pháp ngồi bình yên và thư giãn soi sáng trị liệu thì tất cả những cái thứ đó là những thứ để chúng ta điều chỉnh một cách toàn bộ không riêng gì cái tử cung À, không riêng về tử cung. còn khi chúng ta sử dụng cái dược thảo chuyên cho tử cung không thôi mà chúng ta không quan tâm đến những cái cơ quan bộ phận khác thì như vậy sau đó thì nó cũng sẽ tiếp tục bị tái phát bệnh hay là nó sẽ đi qua những cơ quan hệ thống khác. lấy ví dụ một người bị u sơ cửa tử cung có thể sau đó nó sẽ dẫn đến gì? sau đó nó sẽ dẫn tới là à, ung thư tử cung dẫn đến ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, vân vân thậm chí như nó có thể đi vào phổi đi vào thận đi vào xương à, nếu chúng ta chỉ trị ở ngay cái tử cung không thôi còn nếu chúng ta hiểu cái nguyên tắc của vũ trụ là khi cái dòng lưu chuyển mà nó càng chậm lại thì nó sẽ kết lại thô dần nặng dần cứng dần vậy thì chúng ta làm sao phải sống đúng luật của vũ trụ và chuyển hóa ngược lại để cho cái dòng chảy nó được thông thoáng hơn từ thể chất đến dịch cho đến tâm lý À, cho đến cái sinh lý nó đều phải có sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với nhau hết. Vậy thì, thì nếu chúng ta bị cái tử cung không thôi thì chúng ta cũng có thể thêm, chẳng hạn như cái à, à, viên nang mà người ta đã chế rồi, viên con nhọn hay là mình có thể dùng cái trinh nữ hoàng cung. À, chúng ta có thể dùng cái cây tóc rối. À, chúng ta có thể sử dụng à, cái à, cải trời thêm vào được nhưng mà điều quan trọng một lần nữa là chúng ta phải làm sao phối hợp chặt chẽ hết tất cả các cái phần mà mình đã được học thì như vậy nó mới có sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của cả một con người của mình cũng như tất cả các cơ quan bộ phận hệ thống của chúng ta nó đều có cái sự truyền thông kết nối và liên hệ mật thiết lẫn nhau mà chúng ta không thể tách rời nó ra được Câu hỏi kế tiếp: U tuyến giáp cần kiên những thực phẩm gì? Có phải kiêng cụ cải trắng, các loại súp lơ và đậu phụ không? Thưa quý vị không phải, tức là tùy theo trường hợp, chứ không phải tất cả các trường hợp bệnh nhân bị u tuyến giáp đều phải kiên cụ hết tất cả những thứ này. Và dĩ nhiên chúng ta nên nhớ là thức ăn chỉ là một phần, thức ăn chỉ là một phần nếu chúng ta không vận động tập luyện không hít thở hay là chúng ta để cái tâm lý của chúng ta lo lắng sợ hãi căng thẳng những tâm hành tiêu cực hay chúng ta sống với một cái môi trường chúng ta lạm dụng những cái thiết bị điện tử sống điện từ trường sống về đêm vân vân thì chúng ta có rất nhiều cái trong đời sống hàng ngày của chúng ta để tạo nên cái này chứ không phải là chỉ có cái chế độ ăn uống không thôi đó là cái điều rất là sai lầm khi chúng ta chỉ nghĩ ăn uống là để duy trì sự tồn tại của mình và mình quên đi hết tất cả những cái yếu tố trong đời sống hàng ngày của chúng ta đã tạo nên cái bệnh này. Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy cho con hỏi việc tắm gội tốt nhất cho sức khỏe nên thực hiện vào thời điểm nào trong ngày và trong ngày nên thực hiện tắm gội một lần hay nhiều lần thì tốt hơn. Hay vài ngày mới tắm gội một lần thì tốt hơn. À, thưa quý vị à, nếu là tùy theo người chẳng hạn như thế thứ nhất là mình nói về cái phần à, tắm gọi toàn thân hay là chỉ cần tắm gọi cái thân của mình rồi còn cái tóc của mình thì nó khác tùy theo là nam hay nữ một cách à, căn bản thì chúng ta biết rằng con người của mình là chiếm 75% nước là tối thiểu à như vậy cái nước bên trong cơ thể mình và cái nước bên ngoài vậy thì nó sẽ có cái lực hấp dẫn cộng hưởng vậy thì nếu chúng ta muốn tắm rửa thì chúng ta nên tắm rửa ở cái giờ dương ban ngày là tốt nhất à, ban ngày là tốt nhất cố gắng hạn chế tối đa cái việc tắm buổi tối tức là sau 7-8 giờ trở đi thì chúng ta cố gắng hạn chế tắm dù chúng ta tắm trong nhà kính có máy sưởi ấm áp tắm bằng nước nóng cũng vậy cố gắng hạn chế Thứ hai là chẳng hạn như nếu những người gội đầu, nhất là những người phụ nữ có tóc dài mà chúng ta càng gội đầu, cái đầu chúng ta nó giữ nước, giữ hơi âm, hơi ẩm lâu. Mỗi ngày như vậy thì sẽ đưa đến cái bệnh nhức đầu, hư tóc, rụng tóc hay là cái bị âm khí, tà khí nó thâm nhập vân vân Vậy thì à, chúng ta có thể tắm sáng sớm đầu ngày hay là chúng ta tắm cái đầu giờ chiều. À, thì mỗi một ngày chỉ cần nên tắm một lần là tối đa, không cần tắm nhiều lần Cũng như cố gắng hạn chế sử dụng nước nóng Nếu người nào mà thích tắm nước nóng thì sau 5-3 phút là tối đa Chúng ta đừng mở nước nóng, đừng tắm nước nóng quá lâu Sau khi tắm xong thì chúng ta phải xối lại nước lạnh hay là xả lại nước lạnh trước khi chúng ta đi ra Rồi nếu mà người nào gội đầu thì cũng vậy cố gắng để gió nó cho thoáng cho khô và có thể là hai ba ngày chúng ta gội đầu cũng được một ngày chúng ta gội đầu cũng được tùy theo cái điều kiện làm việc của mình có tiếp xúc với môi trường không khí bụi gió hôi hám hay không hay là mình có bị ra mồ hôi nhiều hay không thì cái đó là mỗi người chúng ta phải tùy theo cái công việc cái môi trường sống của mình như vậy một cách tổng quát thì mỗi một ngày chúng ta chỉ cần tắm tối đa một lần mà thôi không cần tắm nhiều lần thậm chí có những người hai ba ngày à, tùy theo cái môi trường làm việc chế độ làm việc chế độ ăn uống của mình thì chúng ta có thể hai ba ngày chúng ta tắm cũng được đó là mỗi người phải tự xem à, mình không nên lạm dụng nó cũng như mình không nên để nó quá dơ bẩn khi chúng ta sống trong cái cộng đồng nó tạo ra những cái mùi hôi thối à, ảnh hưởng đối với đời sống sinh hoạt của mình và những người xung quanh Câu hỏi kế tiếp thưa thầy cho con hỏi ý nghĩa của các con số 3, 7, 21, 49 Tại sao khi thực hành thanh lọc thanh tâm lại chọn các con số đó ạ? À? Nếu không được hiện diện đủ số 3, 7, 21, 49 thì việc thực hành thanh lọc có đạt kết quả gì không? À, thưa quý vị, chỉ đầy ở đây thì chúng ta không có thời gian để đi sâu Và hết tất cả những yếu tố này là chúng ta chỉ điểm qua một vài điểm căn bản để chúng ta nhớ và biết. Chẳng hạn như chu kỳ số 3 là chu kỳ căn bản của vũ trụ thì mình đã học rồi và chu kỳ số 7 à, thì cũng thế. Phải không? Cái chu kỳ số 7 thì mình cũng đã được nói sơ qua. Vậy thì à, cái chu kỳ số 7 nó là hai chu kỳ số 3 cộng lại với sự cân bằng và từ cái sự à, phân hóa à, của cái tia năng lượng của vũ trụ mình gọi là hiện tượng khúc xạ tạo nên cái quang phổ cho con người của chúng ta. Vậy thì À, cái chu kỳ này nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho đời sống con người của chúng ta à, từ cái chu kỳ của nước lên nước xuống là hai cái chu kỳ số 7 từ cái chu kỳ nội tiết tố phụ nữ gia tăng đến sự rụng trứng đến sự thụ thai à, rồi đến ba cái chu kỳ số 7 là nó là một hoàn thành một cái chu kỳ nếu nó không thụ tinh được không thì nó bắt đầu nó chuẩn bị nó tróc cái niêm mạc tử cung để tạo ra kinh và sau khi nó hoàn thành xong cái việc tróc làm mới làm sạch thì nó hoàn thành 4 chu kỳ số 7 là 28 là chu kỳ kinh nguyệt cũng như đó là 28 ngày là là hai chu kỳ của à, nước lên nước xuống tức là tròn của một tháng âm lịch thì như vậy nó có rất nhiều cái ảnh hưởng của thiên nhiên của lực hút của mặt trăng vào cái đời sống của con người nói riêng và của vũ trụ nói chung và cái chu kỳ số 7 này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả người dương lẫn người âm nó lý do tại sao mình ta có những cái tuần hết để nạp năng lượng vậy thì chu kỳ số 3 là chu kỳ căn bản của vũ trụ cho mọi loài kể cả đất đá cây cỏ chu kỳ số 7 là chu kỳ chủ yếu cho con người nha và khi chúng ta lấy cái chu kỳ số 7 này và chúng ta thực tập 3 lần thì nó sẽ lên tới cái chu kỳ của 21 Và nếu chúng ta làm 7 lần thì nó sẽ lên tới 49 đó là cái con số tối ưu đó là lý do tại sao mà bậc giác ngộ à, sẽ sử dụng cái con số 49 này thì hiện rất nhiều trong cái đời sống của người vậy thì, thì tùy theo cái sự thực tập của mình nha nếu mà mình thực tập ít thì mình sẽ được cái kết quả ít nhỏ ngắn còn khi mình thực tập lâu dài nghiêm chỉnh thì cái con số nó sẽ tăng lên và nó sẽ có hiệu quả hơn thì ở đây chúng ta không có thời gian để đi sâu nhưng quý vị có thể vào trong cái trang sống chánh niệm khi chúng ta vào trong cái trang sống chánh niệm thì chúng ta đi vào cái phần cuối hết là cái phần bài giảng của những khóa trước thì quý vị đi xuống dưới cùng bài giảng MP3. quý vị sẽ chọn cái ngôn ngữ là tiếng việt ở dưới cùng hết đây Đó. thì khi chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ thấy những cái khóa học trước ở những cái nơi khác thì nó có nhiều thời gian hơn thì chúng ta giải thích tương đối là nó rõ ràng hơn và nó sẽ tùy theo mỗi khóa chúng ta có thể nghe lại những cái bài giảng này để mình hiểu hơn rõ hơn và ứng dụng nó tốt hơn câu hỏi kế tiếp con bị đa polyp túi mật khi mình thanh lọc cơ thể các khối đa này có đào thải được ra ngoài không ạ à? Cái này đã trả lời ngày hôm qua rồi à, Cố gắng nghe lại cái câu trả lời ngày hôm qua hôm kia Rồi bây giờ đến cái câu hỏi cho những cái người thân của mình Thưa thầy, con trai con bị da khô bẩm sinh toàn thân Năm nay bé 9 tuổi Con đã dùng nhiều loại thuốc cả trong lẫn bôi ngoài Nhưng không có triệu chứng thiên giảm Bác thầy cho con hỏi có thể dùng phương pháp thanh lọc thanh tâm này để giúp bé được không ạ? À? Con xin trình thầy. Thưa quý vị được và trong khóa chúng ta đã có em bé 8 tuổi, à, miễn là các em này có ý thức hợp tác và mình sẽ khuyến khích cổ động thôi chứ mình không áp đặt, không ép buộc nha à, thì có thể là nó sẽ thư giãn hơn. Và do chế độ ăn uống, quý vị nên nhớ là do chế độ ăn uống và môi trường sinh hoạt, à, nếu chúng ta thực tập đúng những gì mình được hướng dẫn thì nó sẽ chuyển hóa. Và một lần nữa đối với những người lớn tuổi đối với những người lớn tuổi thì cái việc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm dơ bẩn nó đã quá lâu rồi thì quý vị thấy một lần nữa bệnh nhân này đã hơn 20 năm tiếp xúc với hóa chất đó là một việc thôi chế độ ăn uống sai lầm hay là chẳng hạn như lo lắng căng thẳng thì nó đưa đến cái tình trạng bệnh nhị eczema chàm nó đầy thân hết từ bên trong đến bên ngoài từ cái da non nhất những cái vùng kín nhất cũng bị và sau khi càng sử dụng thuốc nhiều bao nhiêu càng bôi càng nén càng uống nhiều bao nhiêu thì cái độc tố nó càng tích tụ nhiều bấy nhiêu bởi vì nó không giải tỏa ra được rồi thêm cái lo lắng tự ti tự mặc cảm thành ra những cái tâm hành tiêu cực nó lại càng tác động mạnh hơn nữa. Cho vậy vào cái khóa học này giúp chúng ta giải tỏa hết từ cái phần thân vật lý phải vận động hoạt động để cho nó ra mồ hôi. Từ cái sinh lý là chúng ta dùng thức ăn, thức uống, những cái năng lượng lành trong thức ăn, thức uống và những cái thức ăn, thức uống nào có khả năng đi và tận cùng tất cả các kinh mạch hệ thống tế bào để giải tỏa. Và cái điều quan trọng hơn là chúng ta chấp nhận chính mình trở về với chính mình thư giãn, soi sáng và trị liệu. Thành ra chỉ trong vòng 4 ngày mà quý vị thấy cái sự chuyển hóa rất rõ ràng. Vậy thì nếu những em bé thì có sự hiểu biết một phần, có sự động viên một phần và hợp tác của chúng ta thì chắc chắn là các em bé thì cái mức độ tích tụ độc tố nó sẽ ít hơn, cái sự lo lắng căng thẳng nó sẽ ít hơn thì cái việc chuyển hóa nó lại càng nhanh hơn nữa tuy nhiên à cái nguyên nhân này nó có thể bắt nguồn từ ngay trong bào thai khi người mẹ mang thai đã không có ăn uống cẩn thận thì nó sẽ đi thẳng vào trong những cái cơ quan bộ phận à, thì nó khó hơn một tí xíu à, rồi cái chế độ nuôi dưỡng cũng vậy có khi là mình cho cháu nó sẽ ăn à, thịt ăn cá uống sữa sử dụng sản phẩm động vật nhiều quá à, thì nó cũng sẽ sinh ra cái bệnh này vậy thì hãy cố gắng Đồng viên bé thực tập cái phương pháp này Lắng nghe bài giảng cho kỹ Thì chúng ta hy vọng nó sẽ giúp bé chuyển hóa Dễ dàng Và 9 tuổi thì nó vẫn còn cái khoảng thời gian Cho được 3 năm Cho tới 4 năm nữa Khi mà bé đến cái tuổi dậy thì Thì có thể nó sẽ làm mới lại thanh tâm Thì nó sẽ hoàn toàn thay đổi Hoàn toàn cho bé Câu hỏi kế tiếp Con gái con bị hen suyễn Con có thể điều chỉnh chế độ thực dưỡng Để giúp bé không ạ à? Thưa quý vị được cũng vậy hen suyễn là do chúng ta cho bé ăn thức ăn sai lầm có thể là anh chế độ động vật nhiều quá có thể là sử dụng sữa và sản phẩm của sữa à, có thể là ăn chất ngọt nhiều quá vân vân hay là anh thức ăn âm à, thì như vậy chúng ta cần điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt của bé lại thứ ba bố con bị sỏi thận với phương pháp này có thể hữu hiệu không đã trả lời rồi Thứ tư, mẹ con bị khớp gối và tiền đình có thể điều trị phương pháp này không? Thưa quý vị, được. Cũng đã trả lời trong những cái câu trước rồi. Câu hỏi kế tiếp. Con gái con năm nay 14 tuổi bị dị ứng viêm mũi. Suốt trong lớp học ở mọi nơi rất khổ sở, thường xuyên dùng thuốc xịt. Xin hỏi thầy nếu bé thanh lọc có giảm được triệu chứng này hay không? Thưa quý vị, được câu hỏi này cũng đã được trả lời hồi nãy rồi. Hãy cố gắng tập xoa tay, xoa mặt, xoa mũi và tập thở tỉnh giác, thư giãn ra thì sẽ được liền và điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt. Câu hỏi kế tiếp, mẹ con mất ngủ lâu năm thì có cách nào giúp mẹ con với? À, thưa quý vị, lắng nghe và thực tập thanh lọc thanh tâm thì chỉ cần một vài ngày thôi là cơ thể được sạch sẽ và tinh thần được thoải mái. Cái bài thư giãn soi sáng và trị liệu mục đích để giúp cho quý vị tỉnh giác soi sáng và trị liệu khai thông bế tắc nhưng có những người mất ngủ 15 20 năm hơn chỉ cần nghe cái bài đó không thôi là đã bắt đầu ngủ được rồi ra thành ra lắng nghe và thực tập đúng phương pháp này thì nó sẽ thanh lọc cả thân lẫn tâm khai thông hết bế tắc thì nó sẽ cân bằng thư giãn và nó sẽ ngủ được nhưng mà không nên ngủ quá nhiều Câu hỏi kế tiếp bé trai hiện 4 tuổi rưỡi thường xuyên bị táo bón vậy có cách nào đào thải độc tố phù hợp cho cháu bé không và cải thiện tình trạng này như thế nào? Thưa quý vị, điều chỉnh chế độ ăn uống cho bé ăn chậm lại, tập trung lại, đừng có cho ăn vừa ăn vừa nói chuyện, vừa xem tivi hay là xem iPad, vừa chơi game vân vân Là tập trung khi ăn là phải ngồi yên một chỗ, phải tập ăn cho trọn vẹn chánh niệm, nhai cho chậm cho kỹ. Chế độ ăn thì cố gắng có rau xanh thịt nhiều, có những chất nhờn, chất nhầy chẳng hạn như bắp, à, đậu bắp hay là chúng ta cho rau đay, chúng ta cho khoai mỡ, khoai lang, lá rau lang, trái bơ, vân vân, trái chuối, trái đu đủ, à, và cho cháu uống nước nhiều, vận động chơi hoạt động nhiều thì à, sẽ cải thiện được. thậm chí có thể là dùng à, cho cháu uống dầu mè hay dầu dừa nếu cháu thích trong cơm ăn thì khi cơm nóng canh nóng có thể chan dầu lên trên. À, có thể là sử dụng dầu mè hay dầu dừa bôi với hậu môn một ngày hai ba lần à, thì lúc đó nó cũng sẽ giúp được hết tất cả những tình trạng này câu hỏi kế tiếp con gái con năm nay 27 tuổi cháu có tiếng nói trong đầu đi khám kết luận là tâm thần phân liệt đã 9 năm rồi cháu có dùng thuốc tây diện chẩn thuốc nam thực dưỡng nhưng đều được một thời gian rồi bệnh lại tái phát hiện tại cháu vẫn dùng thuốc tây Xin hỏi thầy trong thời gian thanh lọc cháu ngừng thuốc được không? Hôm qua cháu sợ không ngủ được nên cứ đòi uống và con giảm nửa số thuốc. Xin thầy chỉ dạy giúp con. Thưa quý vị, à, cái điều, điều điều trị này thì đòi hỏi là thời gian nó lâu dài hơn và dĩ nhiên cái thuốc Tây thì những cái bệnh này nó chỉ có tác dụng tối đa là 3 đến 50% mà thôi, còn 50% còn lại là do yếu tố tâm lý của bệnh nhân. Vì bệnh nhân quá yếu đuối bị lệ thuộc phụ thuộc vào thuốc và bên ngoài. Thành ra nếu như khi chúng ta cho dù là một cái viên thuốc bột đường không có thuốc nhưng chúng ta nói thuốc thì bệnh nhân vẫn tin đó là thuốc và bệnh nhân vẫn có thể an dưỡng, thư giãn, ngủ nghỉ được và nếu chúng ta còn sử dụng thuốc này liên tục bao nhiêu thì cái hệ thần kinh mình nó sẽ bị lệ thuộc vào đó và nó sẽ không có điều chỉnh lại, không cân bằng lại được. ngoài ra nó còn tạo ra rất nhiều tác dụng phụ, nó làm cho giữ nước, giữ mỡ, rối loạn nội tiết, vân vân. vậy phải cố gắng nếu bệnh nhân hợp tác và nếu có người chăm sóc thì cố gắng đưa bệnh nhân lắng nghe bài giảng cho kỹ và trở về à, cố gắng trở về với cái phương thức trị liệu tự nhiên tức là làm sao cho cháu nó trở về với cái đời sống bên ngoài cố gắng tiếp xúc với cái môi trường thiên nhiên và ánh nắng đặc biệt là buổi sáng kế đến là có cây xanh và khi ngồi dưới gốc cây thì cố gắng tập cho cháu trở về với từng hơi thở đừng suy nghĩ đừng quá niệm gì cả chỉ trở về với từng hơi thở của mình cố gắng tập trung vào một cái đề mục cụ thể tự nhiên như vậy thì với sự quyết tâm và kiên nhẫn thì nó mới có thể điều chỉnh được còn càng sử dụng thuốc thì càng ảnh hưởng nhiều cái tác dụng phụ và còn có thể gây ra cái bệnh lý nhiều hơn cũng như hệ thần kinh nó sẽ không phục hồi lại được hoàn toàn và nó sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào cái thuốc cũng như tác động của thuốc câu hỏi kế tiếp con có cháu 15 tuổi bị giảm chú ý ADHD kém chậm phát triển mức độ nhẹ Cháu học lớp 9 Tuổi này cháu đã tập Lại khí công và thanh lọc được chưa Làm thế nào để tăng tập trung tốt hơn à, Thưa quý vị Thứ nhất là về chế độ ăn uống Đối với tất cả những đứa trẻ này Thì mình phải giảm Hay là cắt hết tất cả Những thức ăn động vật Đó là thứ nhất Thứ hai về thức ăn tinh bột Cũng vậy không cho sử dụng đường Và các chất có ga Nga không cho sử dụng đường tinh chế Và các chất có ga À, thứ ba là chúng ta phải cho cháu tránh hết những cái thiết bị điện tử thì nếu chúng ta thực tập được ba cái điều đó thì cháu sẽ có cái cơ hội để mà tập trung hơn bởi vì khi mình không tập trung thì mình không có nhớ và mình không có nhớ trí tuệ của mình có không phát triển được à, tất cả những cái đó đều do chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình hết vậy thì chín tuổi đã có thể thực tập được nếu như cháu hợp tác và chúng ta cũng có thể sử dụng một cách nhẹ nhàng hơn là qua những cái trò chơi tức là cho cháu sử dụng những cái trò chơi nào mà có cái sự tập trung à, đó, tức là những cái trò chơi ở bên ngoài thiên nhiên thì lại càng tốt hơn rồi cố gắng tập cho cháu ngồi bình yên thậm chí nằm bình yên trở về với cái hơi thở quan sát hơi thở đó, đếm cái hơi thở của mình thì những cái phương pháp rất là bình thường nhưng mà làm sao cho cháu tập cái khả năng tập trung đó là nó đều có thể giúp cho cháu có được cái sự tập trung cao độ hơn và cái tỉnh giác cao hơn thì lúc đó cái trí tuệ nó sẽ sẽ có câu hỏi kế tiếp con gái con 3 tuổi với những em bé như vậy thì sẽ thanh lọc thâm tâm như thế nào thưa quý vị 3 tuổi thì nó còn quá nhỏ chả yếu biết cái gì mình chỉ có thể là cho cháu ăn uống một cách đơn giản tự nhiên À, và cố gắng là cho cháu tập ngồi bình yên từ 3 phút tới 5 phút Làm cái việc gì cũng vậy Bắt đầu một cái việc ngồi ăn cũng cho cháu ngồi yên lại, hít thở, quan sát hơi thở rồi khi học bài cũng tập 3 phút đến 5 phút rồi sau đó mình tăng lên 7 phút 10 phút nói chung là trước khi mình làm một cái việc gì thì cố gắng tập cho cháu ngồi bình yên quan sát hơi thở thì đó là cái cách tốt nhất để phát triển cái nhận thức sự tập trung và phát triển tư duy cũng như ý thức về việc mình đang cần làm như là làm cái gì thì nó sẽ có hiệu quả hơn câu hỏi kế tiếp mẹ con ho khan mãn đã trên 20 năm gan bàn chân nóng ran đi khám các viện không ra bệnh gì lại khó ngủ thường xuyên mất ngủ nên về yếu uống đủ loại thuốc tây không khỏi thì con hướng dẫn khắc phục thưa quý vị nói mẹ buông hết tất cả đi à, phải cố gắng tập là lắng nghe bài giảng cho kỹ hiểu nguyên tắc là tất cả nó đều từ bên trong mình hết cả vậy thì khi mình có những cái lo lắng, phùi muộn, căng thẳng thì mình thực xong cảm thấy thoải mái à, thì như vậy là mình sẽ không ăn được, không ngủ được, khí huyết không lưu thông thì như vậy nó ho khan là một cái triệu chứng để nó bắt mình mở cái ống thở của mình ra để có đầy đủ dưỡng khí hơn vậy thì hãy tập trở về với từng hơi thở ngồi cũng được, nằm cũng được quan sát ngay cái chân nhân trung của mình ngay cái cửa ngõ lỗ mũi để mình theo dõi cái hơi thở tự nhiên của mình càng có mặt trọn vẹn cho nó bao nhiêu thì hơi thở lúc đầu nó sâu sau đó nó cạn nhưng mà có mặt trọn vẹn cho từng hơi thở buông hết tất cả mọi thứ coi như là mình nằm xuống là mình trở về với đất mẹ thực tập cái bài thư giãn soi sáng và trị liệu thử nghĩ là mình ra đi mình mang được cái gì phiền muộn căng thẳng lo lắng có tốt đẹp gì cho mình không tiền bạc của cải có được hay không Vậy thì thực tập như vậy mình buông hết thì tự nhiên nó sẽ không còn cái bế tắc thoải mái rồi thì ăn uống cái gì nó cũng có thể chuyển hóa hấp thụ được tốt đẹp hết ra hít thở một cách bình thường thì nó sẽ không còn ho không còn bị bế tắc thì khí lực nó lưu chuyển hết thì chúng ta sẽ không bị tụ lại không bị nóng tay nóng chân hay là không bị đau nhức không bị gầy yếu này thì hãy cố gắng cho mẹ nghe lại cái bài giảng và động viên mẹ thực tập buông bỏ đi có khi bà già lo lắng phiền muộn căng thẳng gì đó câu hỏi kế tiếp con bị viêm gan b đã bị sơ gan nhưng vẫn khỏe mạnh con khám bác sĩ yêu cầu uống thuốc kháng virus suốt đời con có nên dừng không hay phải uống suốt đời thưa quý vị, thực câu hỏi này chúng tôi đã trả lời rất nhiều lần những người bị viêm gan siêu b thậm chí những người bị viêm gan siêu vi c hay sơ gan và thậm chí cả ung thư gan không phẫu thuật được nhưng nếu thực tập phương pháp này thì sẽ giúp chuyển hóa rõ ràng và sự thực tập của mình tùy theo sự thực tập nghiêm chỉnh hay không thì chúng ta sẽ có cái kết quả tốt đẹp hay không tất cả đều do mình thì phải hãy lắng nghe cái bài giảng cho kỹ và thực tập cho đúng đắn thì chỉ cần sau một hai liệu trình là quý vị sẽ thấy rõ ràng cái kết quả của nó liền câu hỏi kế tiếp mẹ con năm nay 46 tuổi bị hệ thần kinh thực vật hay bị lo lắng khi áp lực dễ xúc động nổi cáu và khi tái phát thì dẫn đến đau đầu mất ngủ đau dạ dày thầy cho con hỏi phương pháp chữa trị dứt điểm tập trở về ngồi bình yên và theo dõi từng hơi thở tự nhiên của mình để nhận thức được rằng đời sống thì mong manh của từng hơi thở mà thôi khi mình lo lắng căng thẳng thì hơi thở sẽ dồn dập hay đứt khoảng và chuyện gì xảy ra khi hơi thở của mình không tiếp tục được Vậy thì tất cả tiền bạc của cải lo lắng căng thẳng cũng đều trôi xong hết à, Thì đó là phương pháp duy nhất đơn giản nhất Nếu ngồi không được thì nằm Mở bài nhạc buông thư Thư giãn trị liệu Ra cho mẹ nghe Và cứ theo dõi hơi thở thực tập đúng những gì được hướng dẫn Trong cái bài thư giãn soi sáng và trị liệu Câu hỏi kế tiếp thầy hướng dẫn giúp cách thanh lọc cho trẻ nhỏ trên 4 tuổi. Quý vị rồi câu này vừa trả lời rồi. Câu thứ hai mẹ con bị tai biến, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, suy thận thì ở nhà có thể hướng dẫn thanh lọc dần dần như thế nào được không? Mở bài trong YouTube ra cho nghe và trong đó cũng đã có hướng dẫn cách chế biến thực phẩm tất cả các bài tập thể dục. Nói chung là quý vị có thể thực tập ở nhà theo đúng thời khóa, theo đúng hướng dẫn và cách chỉ dẫn ở trên YouTube rồi. Câu hỏi kế tiếp cháu nhà con bị bệnh không sản ra máu mà cháu có thai được 3 tháng cháu phải đi bệnh viện tiếp máu. Con hỏi thầy chữa như thế nào? Cảm ơn thầy. thì phải xem cái nguyên nhân gì, tại vì không sản xuất ra được máu thì nó có rất nhiều nguyên nhân, à, có thể là do cái chế độ ăn của mình nó bị thiếu chất sắt, thiếu vitamin B12, có thể là do cái bao tử của mình nó có vấn đề, thành ra nó sẽ không chuyển hóa, không hấp thu được thức ăn, có thể là cái đường ruột của mình nó cũng có vấn đề. Vậy thì à, nếu mà đang có thai 3 tháng thì không thực tập cái phương pháp đây viết câu hỏi không rõ cháu nhà con bị bệnh không sản ra máu mà cháu có thai được 3 tháng cháu phải đi bệnh viện tiếp máu nếu bệnh nhân không có thai thì bệnh nhân có thể thực tập phương pháp thanh lọc này để làm sạch làm mới và nó sẽ tạo máu ra được cho mình và uống cái nước hỗn hợp củ dền nước đỏ thì nó cũng là một cái hỗn hợp có rất nhiều vitamin B12, chất sắt cũng như kích hoạt lại hệ vi sinh trong cái bao tử và trong đường ruột của mình để tạo ra máu được. Chỉ có điều là phải tìm cho ra cái nguyên nhân có thể là bị gan mật lá lách có vấn đề, có thể là bị cái bệnh di truyền thalassemia. À, nó dễ vỡ mạch máu dễ vỡ tế bào máu hoặc là có thể là bị dinh lươn hay là những ký sinh trùng trong gan trong ruột nó hút máu hút dinh dưỡng nên nó phải tìm cho rõ cái nguồn gốc tuy nhiên với cái phương pháp thanh lọc này với cái hỗn hợp rau củ màu đỏ thì nó cũng sẽ giúp tạo máu và trong cái thời gian tạm thời còn muốn trì tận gốc thì phải tìm cho ra cái nguyên nhân hít thở đều đặn dưỡng khí sống ở môi trường trong sạch và tập thư giãn bình an tập quay trở về với mình bởi vì mình không có mặt cho chính mình, mình không dùng cái bộ chỉ huy của mình để có mặt cho mình để điều khiển công việc trong con người của mình mà mình có lo hướng ra bên ngoài lo những điều tào lao ở bên ngoài thì như vậy cái con người của mình nó bị bỏ rơi. Thành ra có khi đó là một cái phản ứng của chính cơ thể mình để cho mình có sự tỉnh giác và chăm sóc cho nó đúng đắn hơn. Vậy hãy cố gắng trập trở về với mình thường xuyên hơn, ngồi bình yên nhiều hơn, quan sát, lắng nghe và nói chuyện với nó nhiều hơn thì có thể nó sẽ phục hồi lại, cân bằng lại. Câu hỏi kế tiếp, con gái con năm nay 4 tuổi, hôm qua bé Bảo bị đau bụng. Vợ con đưa cháu đi khám sau khi chụp chiếu bác sĩ Bảo trong ở bụng có hình ảnh hạt mạc treo, mong thầy tư vấn giúp con à có thể là do chế độ ăn uống và sinh hoạt của cháu không đúng vậy thì đừng có cho ăn những cái đồ ăn động vật à, đừng cho uống sữa đặc biệt là sữa bò à, thì à, tất cả những cái đó nó sẽ tạo nên những kết dính hay là cho cháu sử dụng chế độ ăn thực vật nhiều hơn như hồi nãy là mình nói làm sao để mỗi ngày cháu đi đại tiền được đều đặn à, cho cháu vận động nhiều hơn cho nhiều hơn thư giãn ra Câu hỏi kế tiếp, thầy cho con hỏi người nhà con vừa điều trị một đợt kháng sinh dài ngày mà chưa có điều kiện để tiếp hành phương pháp thanh lọc và có thể sử dụng thực phẩm nào để giải độc bớt tác hại không ạ? Ví dụ con nghe nói ăn đậu xanh giải độc, không biết có đúng không? À, Thưa đúng. Chúng ta có thể ăn đậu xanh nấu chè hay là chúng ta có thể giả đậu xanh sống, nhưng điều quan trọng là đậu xanh này phải còn nguyên cái vỏ của nó không sử dụng đậu xanh đã cà nát hay là đậu xanh đã bị mất cái vỏ thì không còn tác dụng được nữa cũng có thể sử dụng phương pháp thanh lọc này tạm tại nhà để cho bệnh nhân uống thì cũng là cái cách giải độc trọn vẹn tốt nhất câu hỏi kế tiếp con trai con lên 7 tuổi đã nặng 55 kg béo phì nhưng rất phạm anh xin thầy cho biết làm sao để cháu giảm ăn và giảm cân chỉ có cái là cháu phải đi nghe cái bài học thực tập cái lớp này giống như em bé 8 tuổi trong lớp của mình thì mới điều chỉnh được. Còn nếu mà mình càng cấm nó ăn thì nó lại ăn lén ăn nhanh thì càng nguy hiểm hơn. Hay là mình chiều chuộng cháu đòi cái gì được cái đó thì là cũng không nên. Vậy thì cháu phải là cái người có ý thức, phải hợp tác, phải lắng nghe à, thì lúc đó chúng ta mới có thể giúp được cháu. Câu kế tiếp, mẹ con năm nay 87 tuổi có tiền sử suy tim thận nhưng vẫn tự sinh hoạt và không đến nổi yếu quá. Đó, trước đây vẫn chịu tập thể dục nhưng gần đây mẹ con yếu hẳn, không khó thở, chân bị gù, phù, mặc dù uống luôn lợi tiểu vẫn không đỡ và gần đây với xét nghiệm máu có chỉ số ung thư và vi khuẩn HB và có một ít dịch màng phổi thì mẹ con yếu lắm anh ít có muốn cho mẹ thanh lọc có được không à, thưa quý vị được à, trong trường hợp này thì bệnh nhân không thực tập được nhiều nhưng mà ít nhất uống cái nước thanh lọc và thư giãn ra theo dõi cái hơi thở tức là bình yên, nếu không ngồi được thì nằm, thực tập cái phương pháp tư giãn soi sáng và trị liệu vẫn có cái hiệu quả vẫn giảm thiểu được những cái bệnh mà mình vừa nêu ra. Thì ở đây là quý vị thấy một bệnh nhân này tới 106 tuổi rồi chứ không phải 87 tức là hơn bệnh nhân, hơn bà nhà đến 20 tuổi vẫn có thể thực tập được. À, hãy cố gắng lên. Rồi thời gian của chúng ta đã quá hạn rất là nhiều và chúng ta đã cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi của quý vị mong rằng tất cả chúng ta hãy về lắng nghe lại bài giảng cho kỹ nghe đi nghe lại và cố gắng thực tập cho đúng đắn để chúng ta gặt hái được cái kết quả được lợi lạ tối ưu chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe sống hòa hợp an vui và hạnh phúc và sau khi thực tập được tốt đẹp hãy cố gắng lan tỏa hỗ trợ giúp đỡ những người thân trong gia đình trong công sở và trong cái cộng đồng của mình. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. À, xin hẹn gặp lại trong một cái chương trình sắp tới.